Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biếng. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải giếng. Đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền, dần dần đạt. Hồ Lô Bảo Bối Mơ Mộng. Hiếu, vậy ăn cơm thôi. Hả? Hiếu, mau dậy đi. Nếu không lát nữa cơm canh nguội hết đó. Con tới ngay đây. Đây là quần áo thể thao mà mẹ sửa lại tối qua. Con thử xem có vừa hay không. Bộ quần áo này cũ rồi mà. Hiếu, chúng ta cùng nhau đi đá banh đây. Hả? Mình không muốn đi, mình đau đầu. Được thôi. Hiếu, con thấy không thoải mái chỗ nào? Con thấy là tâm em ấy không thoải mái. Hả? Hiếu sao vậy? Tiểu Sủng ca, anh chắc là Hiếu thích bộ quần áo mới của Ngưu Ngưu. Con phải hiểu được đạo lý, nếu quần áo hoặc ăn uống không bằng người, chớ nên buồn. Mẹ ơi, thế nào là nếu quần áo hoặc ăn uống không bằng người chớ nên buồn? Chính là quần áo ăn mặc không bằng người, không nên sinh ra thái độ tự ti. Ai mà không thích quần áo mới và món ăn ngon chứ. Tiểu Sủng ca, chúng ta ra ngoài chơi đi. Anh xem thời tiết bên ngoài tốt biết bao. Anh tới đây. Hiếu, em có muốn đi cùng không? Em mới không thèm đi. Nếu như Hồ Lô Bảo Bối có thể thỏa mãn tâm nguyện như vậy thì tốt quá. Bạn sẽ có ngay thôi. Mình sẽ thỏa mãn tất cả những gì bạn muốn. Nếu mà có bàn ghế thì tốt rồi. Chuyện nhỏ. Thật thần kỳ. Sô-cô-la, kẹo, hamburger, quần áo đẹp, giày đá banh. Hồ Lô Bảo Bối, bạn tốt quá. Mình muốn thứ gì Mình đều cho mình hết. Đương nhiên rồi. Nếu như có vài cuốn sách thì tốt rồi. Mấy cuốn sách này nhìn thì rất qua lệ, nhưng mà bên trong lại chẳng có nội dung gì hết. Không phải bạn đang tìm kiếm một cuộc sống đơn giản như vậy sao? Còn muốn nội dung gì chứ? Hả? Bạn hãy đưa Ngu Ngu và Tiểu Hòa tới đi, để bọn họ chơi cùng với mình. Mình không làm được. Tại sao? Không tại sao cả. Mình muốn về nhà. Bạn không thể đi. Thật không nên tới đây. Ai bảo ngươi ham thích hư vinh. Nếu như Tiểu Sủng Ca ở đây thì tốt rồi. Tiểu Sủng Ca, đều tại em không tốt, không nên cùng với Hồ Lô Bảo Bối tới nơi này. Anh sớm biết là em sẽ như vậy mà. Em... Hồ Lô Bảo Bối thực ra chính là do dục vọng của em biết ra. Dục vọng của em càng lớn thì em ấy sẽ càng ngày càng lớn. Em ấy có thể thỏa mãn nhu cầu vật chất vô hạn, nhưng chỉ có vật chất không có tinh thần, càng không có bạn bè và tình người. Con người nếu như không có tinh thần và tình cảm thì sẽ trở nên ích kỷ. Mà tinh thần và tình cảm không phải một ngày mà có thể sinh ra được. Phải cần một thời gian dài, nhất định do bản thân tự mình tìm tòi, phát hiện và cảm ngộ. Chỉ có giảm bớt dục vọng của bản thân mới cảm thấy vui vẻ hơn. Em phải thay đổi triệt để cách suy nghĩ trước đây của bản thân. Chúng ta về nhà thôi. Được, chúng ta dùng dù thời gian trở về. Hai người đừng hòng rời khỏi đi. Tiểu Sủng Ca, cứu em với. Mau. Mau. Tiểu Sủng Ca. Tiểu Sủng Ca, em bị chặn lại rồi. Phun nước. Đi thôi. Mình tuyệt đối không về cùng bạn đâu. Tuyệt đối không. Không bao giờ. Hả? Thơm quá. Đi thôi, đi ăn cơm thôi. Hiếu Hiếu, hôm nay bạn có thể đi chơi đá banh với mình không? Được, đợi mình thay quần áo thể thao đã. Ngưu Ngưu tới đó hả con? Dạ thưa dì, con tới tìm Hiếu Hiếu đi đá banh. Ngưu Ngưu, con lại mặc đồ mới nữa à? Đẹp quá. Ngưu Ngưu, ta hãy đi thôi. Các bạn nhỏ ơi, câu chuyện này nói với chúng ta, đối với quần áo và ăn uống, đừng nhìn thấy người khác tốt hơn mà sinh ra tâm lý tự ti. Như vậy dục vọng sẽ tăng trưởng. Con người một khi bị dục vọng khống chế thì sẽ trở nên ích kỷ, từ đó mà đi đến tình trạng không thể vãn hồi. Các bạn nhớ kỹ chưa? Tạm biệt. Nam Mô A Di Đà Phật.